Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, trước tình hình số ca COVID-19 đang tăng nhanh và lan rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh, giải pháp điều trị F0 tại nhà được đánh giá như thế nào sẽ có trong câu chuyện y tế. Những thông tin về bệnh quay bị và cách điều trị sẽ có trong phần hỏi đáp. Sổ tay học số này sẽ hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả các vị thảo dược điều trị bệnh xương khớp và máy lọc không khí. Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Lá lốt, ngải cứu, bạc hà là những vị thảo dược đơn giản, dễ kiếm, có tác dụng trị liệu các vấn đề về phong thấp, đặc biệt là trong những ngày trời lạnh. Trong chương mục hôm nay, bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Nhàn, khoa châm cứu, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh Hưng Yên sẽ giới thiệu tới quý vị cách sử dụng hiệu quả các vị thảo dược này trong điều trị căn bệnh xương khớp. Cái vị thuốc như lá lốt với cả gừng với cả xạ thì đều là vị cay tinh ấm, thì nó có tác dụng làm ôn ấm cơ thể và làm cho điều hòa khí huyết, kinh lạc, lưu thông, thì giúp cho ngủ ngon hơn trong những trường hợp bệnh nhân mất ngủ. Và những cơ xương khớp thì thường là bệnh nhân đau nhất, thì mình giúp cho bệnh nhân có tác dụng giảm đau. Thì người dân ở quê thì có thể dùng những cái bài thuốc, những cái cây thuốc quanh mình để ngâm chân hàng ngày buổi tối. Khoa dược Bệnh viện Y Dược Cổ truyền đã bào chế thành công bài thuốc ngâm chân thảo dược có những cái thành phần chính như bạc hà, lá lốt, địa liền, đại hồi, nhục quế, bạch chỉ, tỳ giải, can khương, địa cốt bì, hồng hoa, cây huyết đằng, cốt khí củ, thổ phục linh, cốt toái bổ. Bệnh viện đã bào chế ra cái bột ngâm chân này rồi nên sử dụng rất là tiện lợi. Mà mỗi lần ngâm thì chúng ta chỉ cần cắt một gói và đổ vào nước nóng, sau đó thì pha thêm nước lạnh và nhiệt độ khoảng độ 5 đến 50 độ là ta có thể dùng ngâm vào trong phòng thời gian là 15 đến 30 phút. Cái tác dụng chính của cái bài thuốc ngâm chân này thì thứ nhất là chữa các cái trường hợp đau nhức khớp xương, viêm khớp dạng thấp, bệnh nhân sợ lạnh, tay chân lạnh, suy nhược thần kinh, mất ngủ, stress, no. Những cái trường hợp bệnh nhân bị bệnh ngoài da thì cũng hỗ trợ rất là nhiều. Thì cái thời điểm ngâm tốt nhất đó là thường 8-9 giờ tối và tránh ngâm lúc no quá hoặc đói quá. Có điều kiện thì mình ngâm các cái vị đi cùng với nhau luôn, mình đun một nồi nước ngâm và mình ngâm. Còn không thì mình ngâm riêng lẻ cũng được. Ngâm chân thì nó rất tốt, cái chống chỉ định thì nó cũng không nhiều và chứng như bệnh nhân tiểu đường. Nên cả bệnh nhân sơ vữa tĩnh mạch thì mình cũng không nên ngâm chân. Máy lọc không khí là một sản phẩm khá phổ biến do nhu cầu làm sạch không khí cho gia đình ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, với nhiều người đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này, thường có băn khoăn về tác dụng của máy lọc không khí là gì và có thể chưa sử dụng hết được tính năng của máy. Để hiểu hơn về thiết bị này, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của ông Tạ Quang Chuyên, Giám đốc siêu thị điện máy Chuyên Quyên, thành phố Hưng Yên. Xin chào quý vị khán giả, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn và tư vấn cho các bạn về dòng máy lọc không khí và dòng máy hút ẩm. Lọc không khí thì mang lại cái không khí trong lành cho chúng ta, thì chúng ta nên dùng vào những, đặc biệt là những cái thời tiết không được sạch, ví dụ như là mùa hè nhiều bụi bẩn, hoặc những nhà có nuôi chó hoặc mèo thì sẽ lọc lại những cái lông và thú và những cái bụi bẩn lại và trả lại những không khí trong lành cho căn phòng. Khi mua, chúng ta đến những siêu thị có uy tín trên thị trường và được tư vấn phù hợp diện tích theo căn phòng thì chúng ta dùng sẽ được hiệu quả hơn. Máy thì chúng ta thường đặt ở phòng ngủ hoặc phòng khách thì chúng ta đặt ở góc nhà, vì những cái dòng máy cao cấp này không gây tiếng ồn nhiều, cho nên là rất là thuận tiện cho người sử dụng. Tính năng sử dụng thì mỗi một hãng có một dòng sản phẩm khác nhau, ví dụ như hãng Sharp thì có công nghệ plasma diệt khuẩn, còn Daikin thì có những dòng mà tạo ion. Plasma diệt khuẩn thì những cái vi khuẩn lấm mốc thì sẽ được triệt tiêu đi và trả lại những không khí trong lành. Còn những dòng sản phẩm mà tạo ion thì độ ẩm vừa phải, không làm cho da bị khô và hơi thở được nhẹ nhàng và trong lành hơn. Hiện tại trên thị trường có 3 dòng máy, một dòng là chỉ có lọc không khí, còn một dòng là chỉ hút ẩm, còn một dòng thứ ba là vừa lọc không khí vừa hút ẩm. Thì chúng ta nên dùng những dòng sản phẩm mà tích hợp cả hai tính năng này thì sẽ mang lại không khí tốt hơn
đặc biệt là những mùa lồm ẩm như thời gian vừa rồi thì những cái dòng máy tích hợp thì vừa mang lại không khí trong lành mà vừa mang lại cái không gian không bị ẩm mốc. Dòng sản phẩm này hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là vừa có tính năng là hút ẩm, vừa có tính năng là lọc không khí. Diện tích sử dụng cho 50m², công suất hút ẩm là 24 lít một ngày. Dòng này chạy rất là êm với độ ồn là 36 dB. Bộ lọc là có 4 dòng lọc ở đằng sau và cạnh sườn. Khi chúng ta dùng có thể là khoảng độ 10 ngày chúng ta tháo ra và vệ sinh lại bộ lọc. Thì trong này máy này có 4 bộ lọc. Khi chúng ta sử dụng thì bật tút nguồn lên và bắt đầu hệ thống quạt gió bắt đầu quay. Thì trước máy để nó sẽ có những dòng đèn để tín hiệu báo được độ không khí, đo độ không khí trong căn phòng. Thì khi chúng ta bắt đầu bật lên thì hiện tại không khí mà đang bị bụi thì đang bị màu đỏ và chuyển từ từ sang chế độ màu vàng. Thì màu vàng là bắt đầu là mức độ là không khí trung bình. Khi bắt đầu đạt được không khí màu xanh thì lúc đó căn phòng sẽ là trở lại một căn phòng có không khí rất là trong lành. Và máy lúc đó cũng có thể là bật được chế độ ngủ thì chúng ta sẽ cho máy sẽ ngắt. Trên nóc này sẽ có những cái màn hình điện tử để hiển thị các nút để khi chúng ta khởi động. Thì ở trên này có 3 nút. Một nút là chỉ lọc không khí không. Thì chúng ta ấn vào nút Compire này và ấn lần thứ hai thì chúng ta sẽ chỉ có hút ẩm. Thì và ấn thứ ba dòng Smart thì sẽ tích hợp vừa hút ẩm và vừa lọc không khí, và chúng ta sẽ điều chỉnh quạt gió và tốc độ theo ý muốn ở trên màn hình. Trên đây là những hướng dẫn và tư vấn của chúng tôi, và chúc khách hàng có một trải nghiệm và sử dụng máy được hiệu quả, đem lại cái không khí trong lành cho gia đình. Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính khá phổ biến ở trẻ em. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị để điều trị. Nếu không được chẩn đoán và điều trị đúng cách, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Sau đây, bác sĩ Bùi Thị Như Hoa, trưởng bộ phận tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh này. Thưa bác sĩ, nguyên nhân nào thì gây ra bệnh quai bị ạ? Quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra do virus quai bị có tên là MUC virus. Virus này có thể tồn tại ở ngoài cơ thể ở nhiệt độ 15 đến 200 độ C từ 30 đến 60 ngày và có thể bị tiêu diệt ở nhiệt độ cao trên 560 độ C hoặc các hóa chất diệt khuẩn khác. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, qua giọt nước bọt khi người bệnh nói chuyện hoặc hắt hơi, ho, chảy mũi, tiếp xúc với cả dịch tiết của mũi họng. Thưa bác sĩ, bệnh quai bị thì sẽ có những triệu chứng như thế nào ạ? Triệu chứng của bệnh quai bị thường biểu hiện bằng cơn sốt đột ngột, chán ăn, buồn nôn, đau đầu, đau mỏi toàn thân. Và sau sốt khoảng 1 đến 3 ngày thì xuất hiện sưng đau cái vùng má, gọi là tuyến nước bọt. Xuất hiện sưng có thể một bên hoặc hai bên, khiến cho người bệnh khó nhai, khó nuốt. Ở nam giới thì có thể xuất hiện cái tình trạng là sưng bìu và đau tinh hoàn. Bệnh thì sẽ gây ra những biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Ở bệnh quai bị, nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách sẽ gây một số biến chứng ở nam giới. Có thể gặp cái tình trạng viêm tinh hoàn hoặc teo tinh hoàn dẫn đến tình trạng vô sinh. Còn ở nữ giới có thể gặp tình trạng viêm buồng trứng với các triệu chứng là đau bụng, rong kinh. Đặc biệt ở các phụ nữ đang mang thai ở trong giai đoạn 3 tháng đầu của thai kỳ, nếu như trong ngược mắc quai bị có thể dẫn đến tình trạng sảy thai hoặc thai chết lưu. Một số cái biến chứng khác có thể gặp nữa là nhồi máu phổi do thuyên tắc tĩnh mạch tuyến tiền liệt, viêm cơ tim, viêm não, màng não hoặc là viêm tụy. Thưa bác sĩ, làm cách nào để phòng tránh hiệu quả căn bệnh này ạ? Hiện tại thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, thế nên phòng bệnh là biện pháp mà ngăn ngừa hiệu quả nhất. Người bệnh thì nên nghỉ ngơi, tránh tiếp xúc với cả người lành, giữ vệ sinh cá nhân thật tốt bằng cách là súc miệng họng bằng dung dịch nước muối hoặc là dung dịch sát khuẩn. Ngoài ra thì mình vệ sinh môi trường sạch sẽ và thông thoáng, vệ sinh đồ chơi và dụng cụ của trẻ, đeo khẩu trang khi tập trung ở những nơi đông người. Biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất hiện nay chính là tiêm phòng vaccine. Hiện tại ở Trung tâm Tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà thì có sẵn vaccine sởi quai bị rubella, là vaccine gồm 3 thành phần: vaccine sống giảm động lực,
phòng ngừa sởi quai bị Rubella của Mỹ được tiêm cho đối tượng là cả người lớn và trẻ nhỏ từ 12 tháng tuổi trở lên. Cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Trước tình hình số ca mắc COVID-19 tăng nhanh và lan rộng ra nhiều địa phương, cuối năm 2021, tỉnh Hưng Yên đã triển khai thí điểm điều trị F0 tại nhà. Đây được coi là giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả người bị nhiễm COVID-19, tránh quá tải cho các cơ sở y tế, đồng thời tạo ra tâm lý thoải mái cho người bệnh. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chương trình. Gia đình anh Đỗ Văn Hùng ở xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào có 5 thành viên đều phát hiện dương tính với COVID-19 từ đầu năm 2022. Gia đình anh được trạm y tế xã động viên điều trị tại nhà. Hàng ngày, cán bộ y tế gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe, đến tận nhà cấp phát thuốc và hướng dẫn sử dụng. Có thời điểm, nồng độ oxy trong máu của anh Hùng xuống thấp dưới mức bình thường. Lực lượng y tế đã có mặt hỗ trợ kịp thời. Nhờ tâm lý thoải mái khi được điều trị tại nhà, chỉ sau 7 ngày, cả gia đình anh khi xét nghiệm đều âm tính trở lại. Cơ quan y tế có hướng dẫn về nhà cách ly tại nhà cụ thể, phát thuốc hàng ngày đều đến kiểm tra sức khỏe, khi cần sự giúp đỡ đều đến ngay kịp thời. Sau khi được gia đình báo cáo và chúng tôi đã tổ chức test, qua 2 lần test khẳng định thì chúng tôi đã tổ chức điều trị, hàng ngày đi theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Đặc biệt các bệnh nhân mà có biểu hiện của ho sốt hoặc khó thở thì chúng tôi đều phải đo cái FPO2 để đánh giá nồng độ oxy máu. Theo dõi hàng ngày có gì những cái bất thường để chúng tôi kịp thời hướng xuống xử lý. Đặc biệt trong gia đình này có giai đoạn oxy xuống rất thấp và chúng tôi đã cho thở oxy khoảng 4 tiếng thì bệnh nhân trở lại bình thường. Gia đình chị Phan Thị Phượng ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào có 4 thành viên đang điều trị COVID tại nhà. Không phải mặc những bộ đồ bảo hộ, ở trong phòng kín như khi đi cách ly tập trung. Việc cách ly tại nhà trở nên đơn giản và thoải mái. Các thành viên cùng ăn cơm, ngủ nghỉ. Mỗi ngày chị Phượng đều đun một nồi nước sông to để mọi người cùng xông mũi họng. Cùng động viên nhau không hoang mang thái quá, tự tin cố gắng vượt qua dịch bệnh. Lực lượng y tế xã hàng ngày đều đến cấp phát thuốc, đo thân nhiệt và nồng độ oxy trong máu, khiến gia đình chị rất yên tâm. Gia đình nhà em là cam kết là thực hiện cách ly là đúng do trạm đề ra ở nhà và không tiếp xúc với người ngoài. Cán bộ y tế sáng đến kiểm tra là sức khỏe, phát thuốc nước muối sinh lý để xúc miệng hàng ngày và thuốc tăng sức đề kháng. Thị xã Mỹ Hào là nơi thí điểm tiến hành điều trị F0 tại nhà từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Ban đầu chỉ có 19 ca bệnh, đến nay đã có hàng trăm trường hợp đang tiến hành điều trị tại nhà. Có gần 2.000 F0 đã khỏi bệnh. Các trường hợp nhiễm COVID-19 đến trạm y tế khai báo nếu đạt các tiêu chí như mắc bệnh ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng, không có bệnh nền nguy hiểm, đã tiêm từ 2 mũi vaccine trở lên, có phòng cách ly riêng biệt sẽ được hướng dẫn điều trị tại nhà. Qua thời gian thực hiện thì có thể thấy là hiệu quả rất tốt, nó giảm tải cho các cơ sở y tế. Các cơ sở cách ly điều trị tạo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người bệnh cũng như là tư tưởng tâm lý thoải mái cho người bệnh. Hiện tại khoảng trên 90% người nhiễm tại thị xã Mỹ Hào được điều trị và chăm sóc tại nhà. Ngày 7 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 37 UBND về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện điều trị F0 tại nhà trên phạm vi toàn tỉnh. Hiện nay, trên 13.000 F0 đang thực hiện điều trị tại nhà, chiếm khoảng 93% số bệnh nhân. Tuy nhiên, để việc cách ly tại nhà đem lại hiệu quả toàn diện, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người bệnh và cơ sở y tế. Đặc biệt, người bệnh cần phải tự giác khai báo y tế, trang bị những kiến thức cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng. Chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của đài Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HDTV, YouTube truyền hình Hưng Yên HDTV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.